Rồi, tôi xin chào tất cả các anh em càng hữu đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 18.000 câu nha anh em. Thì 18.000 câu này 18.000 câu cắm gốc, hàng câu chích biển, có một số cây một khúc. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi tốn nha, lỗi trong clip lên á, thêm sang lại. Rồi, cảm ơn em. Cái thứ nhất mình tham khảo nha. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần máy ngang. Đó. Cầm đánh biển đánh đáy máy ngang, thì cái này một cây Misaki, một cây hàng của China xuất Nhật. Thì cái cần này thì đọt nó đọt sẽ thấy tinh nha anh em, đọt sẽ thấy tinh, đọt đặc đó. Phen là phen Fuji Sheet đó, phen bóng biển, phen bóng nha mọi người, phen Sheet. Đây, dây nó chạy đây, đó. Đá cực kỳ bự, như đá nó rất là bóng nha anh em, đó, phen Sheet. Keo chỉ thì ok hết nha anh em, keo kỹ ok hết, bù trong sắn. Đoạn khá nảy á mọi người. Thì cần thì nó không để thông số trên cần nên em cũng không biết luôn. Theo em test thì cái này nó cứng đều vô trong, cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 357 gram, đọt 1 ly 8. Bass Fuji. Phen là phen Fuji Sheet biển. Đó, phen Fuji Sheet như này. Đó, phen bóm. Đây, đó. Giá công khai cái số 1 giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship. Giá cực kỳ bèo luôn. Đó, anh em về đậu là máy đứng thì đánh. Đánh trên bè trên thuyền được luôn. Tiếp theo lên cho mọi người một cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người một dòng cần máy ngang. Đó. Thì cây này một cây máy ngang, cây dít biển nha anh em, cây dít biển. Bass Fuji, tem vàng. Đó. Phen là phen Sheet. Đó, phen bấm Sheet chân đen. Mọi người, đó, rất là đẹp luôn. Thì cây này một cây hàng của Olympic nha anh em, cây một cây hàng Olympic. Đây mọi người. Hàng Olympic, hàng của China xuất Nhật nha anh em. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp. Đó, phen Sheet nha mình. Phen Sheet chân đen. Rất là mới luôn. Máy keng xà beng. Bu là bu Sheet nha anh em, bu Sheet màu chè. Cần máy ngang. Cần này thì cho anh em câu dít biển nè. Đó, câu trên ghe trên thuyền. Thì cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, nặng là 255 g, đọt là 2 ly 6. Thì cái này nó tải mồi từ 28 g đến 112 g. Tải mát là 112 gram anh em, nó tải dây be từ be 0.8 đến be số 2.5. Thì cái này chiều dài thu gọn của đọt đó là 1m63 nha mọi người. Đó. Phen rất độ ok, keo chỉ thì nguyên zin nhá. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Thì cây số 2 giá công khai là 1.2 triệu cộng ship nhá. Giá cực kỳ bèo luôn. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 em lên cho mọi người một cây cần máy đứng, hàng cắm gốc. Thì cây này một cây chi như anh em đánh đáy. Thì cây này một cây của Alpha Taco anh em, cần của Alpha Taco. Hàng cắm gốc, chất liệu là carbon. Thì cái này được China sản xuất mọi người. Đây, hàng China xuất Nhật đây. Đó. Thì cây này cứng 120, dài 2m3. Cứng 120, dài 2m3. Mọi người, phen hoặc là phen Sheet biển, phen Sheet nha anh em, phen Sheet chân đen. Đây mọi người, carbon sẵn nha, sẵn găng guốc. Phen cực kỳ dày luôn. Đó. Cây này anh em về đánh đáy nè, câu trên ghe, trên thuyền. Đó. Câu bè cũng được. Dạng câu bầu lực á, câu ngâm. Buồn trong sẵn. Anh em, nó có xước sơn thôi nha mọi người, xước sơn thôi. Đó. Tất cả đều ok hết. Bao lỡ lầm nha. Đây mọi người, sẵn găng guốc. Sẵn như con rắn luôn. Anh em nào ngâm bè câu ngâm á, đánh mấy cây này bao bạo lực luôn. Thì cái này nặng là 430 gram, đọt là 2 ly 9, dài là một thu gọn chiều dài của đọt đó là 1m9 nha anh em, dài 2m3. Giá công khai cây số 3, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Ugly. Đó, một cây Ugly Tick. Thì cái thương hiệu Ugly này là một thương hiệu của Mỹ nha anh em, một thương hiệu của Mỹ.
trên mạng cũng thấy một số anh em có bán cái này. Thì cái này dài 2m4 anh em, dài 2m4, nó tải là 12 lb, đâu đó tầm khoảng 6 kg đó. Phen là phen Fuji loại xám đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, bát vẫn là bát Fuji, bát cắm gốc đó. Spin đó. Rồi phen cho mọi người xem, phen ok hết nha anh em, hàng ức ly khỏi chê rồi đó, rất là chắc, độ nảy cũng cao nữa anh em, buông chống sắn anh em, dạng bu biển đó. Thì loại này thì chia cho anh em câu ngâm này, dạng câu ngâm đó, câu trên ghe, trên bè, trên tiền, rất là ok nhé. Dạng nó đầu lực, dạng này nó cứng đều vô trong hết trơn nha mọi người. Thì cái này nặng là 460 g, đọt là 3 ly 2, chiều dài thu gọn của đọt là 2m03 nha anh em. Giá công khai cây số 4 giá là 1 triệu nha, 1 triệu cây số 4. Giá là chưa bao gồm phí ship nhé. Tiếp theo là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Dell, một hãng Dell, hãng nội địa. Thì cây này một cây 1 khúc nha anh em, cây 1 khúc. Đó, hàng Japan. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, xích. Fan đánh biển. Fan này bao muối ăn luôn nha mọi người. Chất liệu carbon. Fan dẫn cũng rất là đẹp nha mọi người. Bu là bu chống sắn, bu là bu xích nha nè, bu xích màu chè. Đá cực kỳ dày. Thì cây đeo này một cây chiên cho anh em câu dít biển nha anh em, câu dít biển anh em có thể câu lua dạng lua hạng nặng á, lua không thôi câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, dạng câu ngâm, mấy cây này rất là tiện luôn. Thì cái này dài là 1m8, nặng là 180 g, nó không để thông số tải trên cần. Đây thông số tải trên cần này, thì cây này nó tải mát là 40 g nha anh em, nó tải mát là 40 g, line là từ 8 đến 6 lb, nhắc bổng lập, nhắc bổng là mát 3 kg nha mọi người. Thì cái này giá công khai 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu, đọt 1 ly, đọt 2 ly 3. Tiếp theo lên mọi người là cây số 6 nha anh em. Thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây hàng khá là thương hiệu luôn đó, một cây nội địa đây anh em, một cây hàng của Shimano Japan, một cây Scorpion Ocean gì đó anh mọi người đó, Scorpion. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Hàng này là hàng chiên cho anh em đánh búp pin nhá. Đó. Test độ cong của nó đây. Cần một khúc nên cấp phôi rất là chỉnh nha. Thì cái này tải từ 28 đến 90 g. Tải lại từ 16 đến 30 lb, bê từ bê số 1 đến bê số 3. Thì bát là bát Fuji Shimano. Đó. Thì cần ngoại hình có xước sát li ti nha mọi người. Đó, xước sát li ti. Không tránh khỏi rồi. Đó. Mọi người, đó, nó có xước sát nha. Thì keo chỉ này thì em đi keo chỉ lại rồi nha. Đó, cần thì cần keo chỉ đi lại thì em báo anh em đi lại. Fan là fan ship 30, fan đề 3. Đó. Phôi thì phôi nguyên zin nha anh em, phôi nguyên zin hết luôn. Đó. Keo chỉ thì em đã đi keo chỉ lại. Bu là bu môi chè đó, bu Fuji ngoại hình tương đối ok nha mọi người. Đây nó có xước sát chốc sơn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết, thôi thì bao chuẩn rồi. Dàn cần một khúc hàng nội địa thì đánh vô tư. Thì cái này nặng là 285 g, đọt là 2 ly 5, dài là 1m98, thông số tải mồi, thông số bia. Thì cây số 6 giá công khai là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cây số 6 đó, rất là ok nhé. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây Microwrap. Thì cây Microwrap này thì đợt trước em có quán mấy cây rồi đó, còn túi luôn đó. Thì cây này dài 2m1 anh em, dài 2m1, nó tải mát là 60 g, tải dây bia từ bia 1.5 đến số 3. Thì cái này rất là 2,5 kg nha anh em, dạng nhấc bổng góc 45 độ nha mọi người. Đó. Đây. Một cây chiên pen chiên đánh bia. Microwrap.
cần còn rất là mới nha anh em. Phen là phen nòng súng, phen xích. Đây, từ từ xa nhìn rất là ngầu nhé. Dạng này thì cho anh em có thể câu ngâm, dạng lua, anh em có thể dít, dít nhẹ thôi, dít trụ điện á. Phen rất là đẹp luôn. Thôi carbon thì khỏi chê. Đó. Rất là mới nha mọi người, bu là bu chống sắn. Thôi bao chuẩn rồi. Đó. Mang cho rắp. Thì cái này nặng 170 g, đọt là 21. Đó. Thông số tải thêm cả đọt. Thì cái này thu gọn chiều dài của đọt là 1m7 nha nè. Đó. Giá công khai cây số 7, giá công khai là 2.8 triệu nha mọi người, 2.8 triệu còn túi zin. Tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người vẫn một cây Microwrap, hàng đỉnh dây bia. Đó, phèn đỉnh dây bia. Nè, đó. Thì cây này dài là 2m19 nha anh em, dài 2m19, đọt là đọt 2 ly, nặng là 175 g. Thì cái này tải mát vẫn là mát 60 g. Tải dây bia từ bia 1.5 đến bia số 3. Thu gọn chiều dài của đọt là 1m78 cm, 1m78. Đó. Mọi người, thông số nó đây. Đó. Dạng này chuyên cho anh em đánh bia nha mọi người. Đó. Dạng có thể lua, dít. Dít trụ điện, dít nhẹ thôi. Đó. Dít đúng thông số của nó là ok liền. Phen vẫn là phen xít, phen nòng súng nha anh em. Hàng còn rất là mới luôn. Thôi sẵn găng gốt rồi, khỏi chê. Bu chống sẵn. Bu Fuji. Khỏi chê tao được. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 2.7 triệu nha mọi người, 2.7 triệu cây số 8. Tiếp thêm lên cho mọi người là cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người vẫn một cây hàng xếp bên nội địa, cây cắm gốc. Thì cái này một cây cần của T-Pass T-Pa vậy mọi người. Đó đây. Đó. Thì cái này là một cây cắm gốc hàng dít điển, dít hàng nhẹ thôi. Phen là phen xít như nè, phen xít cánh bóm. Phen đề 330. Đó. Keo chỉ nha mọi người, keo chỉ thì nguyên zin nhé. Thì cái này dài là 2m28 nha anh em, dài 2m28. Rất là đẹp luôn. Đây, keo nó bị rằn rằn thế này đây, nó nhưng còn rất là chắc nha anh em, nên em giữ lại. Keo nào thì nặng quá thì em đi chỉ đi keo lại cho anh em. Đó, bu là bu chống bu bu xít nè, bu xít màu chày. Cần rất là đẹp nha. Đây, cây này là một cây mềm nha mọi người. Đó. Anh em có thể dít tạo áp sình cho con mồi rất là ok. Thì cái này nặng là 282 g, đọt 2 ly 2, dài 2m, dài 2m28 nha anh em. Thì cái này chiều dài thu đoạn của đọt của nó là 1m83. Cây này nó tải mồi, tay thông số tải mồi đây, nó tải từ 15 đến 30 g thôi nha anh em, từ 15 đến 30 g, lai từ 12 đến 16 db. Rất là dịu nha mọi người. Đánh một cái nó còng tới đây luôn. Mấy cây này đánh bắt cá rất là phê. Bát là bát Fuji tam hoàng. Giá còn hai cây số 9, giá là 1.3 triệu nha nè. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho mọi người một cây cần cắm gốc. Còn một cây hàng cắm gốc. Thì cái này một cây hàng của Ryobi, hình như là Ryobi đây. Cái một cây hàng của Ryobi nha anh em. Đó. Thì cái này dài là 2m28 anh em, dài 2m28. Đây, phen là phen đề 3 chân. Phen này phải 40 rồi. Đó, phen 40. Đó. 3 chân nha anh em, dạng phen ca. Sứ đá rất là dày nè mọi người. Rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này dài là 2m28 nha anh em, dài 2m28. Thì em coi thì cái này nó không có để thông số tải mồi, thông số lô nên em không có đọc. Phen keo chỉ thì ok hết nha anh em. Đó.
Bu là bu xít nè, bu xít rất là ok nha. Đây nó có xước một tí đây, xước lớp sơn thôi nha anh em, không ảnh hưởng tới phôi. Chất liệu này là carbon đó, cần có xước sắt li ti, tem đầy đủ. Thì em test thì cái này nó khá cứng, nó gây tải ra tầm khoảng 80 gram được nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 325 gram, đọt là 3 ly. Thì cái này tải mòn dài là 2m28. Thu gọn chiều dài của đọt là 1m79 nha anh em. Rồi, giá công khai cây số mừng, giá 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu. Loại này thì anh em có thể câu trên ghe, trên bè. Đó. Câu cha, câu dạng đánh hàng bạo lực á, rất là ok nè. Đây em lấy hết sức em đè xuống luôn mà nó cong như đây thôi. Đó. Rất là ok nhé. Rồi, tiếp theo là cây số 11. Thì cây số 11 lên cho mọi người một cây cần hàng của Abu. Thì cái này một cây hàng Abu đánh dứt biển nha anh em. Đó. Đây. Authentic. Thì cái này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4 hàng Abu. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Bass bass fuxi tem vàng. Đó. Phen của nó là phen bóm nha anh em, phen bóm để 330. Dạng phen xít. Thì ngoại hình tương đối đẹp rồi mọi người. Đó. Đây, thông số của đây. Dài 2m4 nó lua từ 10 đến 40 gram. Tải dây từ 8 đến 20 lb. Thì cái này anh em có thể câu dít, câu lua, đánh ngâm đều được. Anh em đánh lua cái này dạng anh em đánh hàng bạo lực rồi. Đó. Phần xích nha nè, rất là đẹp luôn. Keo chỉ thì nguyên sinh nha mọi người. Keo chỉ nguyên sinh. Bù bù là bù xích nha nè, bù xích màu trời. Rất là đẹp. Dài 2m7 nha. Thì cái này nặng là 230 gram, đọt 2 ly 6, dài là 2m4. Đó, dài 2m4 nha mọi người, nó rộng. Thì thông số tải mồi em đã đọc, chiều dài thu gọn của đọt là 1m85. Giá công khai cây số 11 giá là 2,3 triệu nha anh em, 2,3 triệu cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 vẫn là một cây cần dài 2m4. Thì cây này một cây hàng của Daiwa. Thì cái này khá đẳng cấp, dạng đánh bạo lực. Đây, em soi thông số cho mọi người. Thì cái này một cây Daiwa Phantom. Đó. Thì hàng này được sản xuất tại Taiwan. Thì cái này nó độ cứng là cứng hắc nha anh em. Anh em thông số đây. Thì nó lua từ 28 đến 100 112 gram. Nên chích mát của nó là 150 gram nha anh em. Thì nó tải dây bè số 4 đến bè số 6, lai từ 16 đến 45 lb. Mã code của nó đây. Đó. Thông số rõ ràng. Cần này rất là mới nha anh em, còn rất là mới luôn. Độ mới ra tầm khoảng 95% có luôn nha mọi người. Đây mọi người, phen nó là phen xít nha anh em, phen xít phân bóm chân đen, phen đề 340. Rất là đẹp nha. Tem sức đầy đủ nha mọi người. Đây. Đó, keo chỉ tẹt phen rất là ok luôn. Đó, rất là đẹp. Dạng này anh em về đánh bạo lực là hết chê rồi. Dứt biển đánh bạo lực cầu ngâm. Bu xít anh em, bu xít mời chạy. Cần rất là đẹp nha mọi người. Thì em bán cần thì em cố gắng soi cận cảnh thôi, chậm chậm cho anh em. Đó. Clip cũng hơi dài tí. Anh em cần thì báo em, chụp lại cận cảnh chỗ anh em cần. Đó. Góc này đi nè, góc nó còn rất là đẹp nha. Thì bát của nó là bát hãng nha nè, bát hãng đây qua. Thì cái này dài là 2m4, đọt là 2 ly 6, nặng là 292 gram. Thu gọn chiều dài của đọt là 1m87 nha nè. Đó, thông số thì em đã đọc. Rồi, cây số 12, giá công khai là 2,4 triệu nha nè, 2,4 triệu cho cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người là một cây hàng khá đẳng cấp, một cây cắm gốc nha anh em, dạng cắm gốc này dạng câu ngâm. Đó.
bát là bát Fuji tam vàng, bát Japan. Cần thì là cần của Mỹ anh em, bát Japan đối trọng tam vàng. Thì cần này là một cần của Mỹ anh em. Đây, mắc in suốt này. Đó. Cần này dạng đánh cá ngừ, cá thu này. Đó, đánh cá ngừ, cá thu, cá cam, săn mà săn hàng khủng à. Nó tải cái này nó để trên đây 20 LB nha anh em. 10 kg. Đó. Dài 2m1. Hàng suốt đây. Đó. Stargo. Thì cái này được cái là ngoại hình đẹp nha mọi người. Keo chỉ nguyên zin nhá. Phen đề 3 này là phen đề 3 40, phen bấm. Đây cũng vậy. Phôi phôi carbon anh em. Đó. Keo đẹp. Hàng nguyên zin nhá, chưa sơn chưa đi gì lại hết. Đó. Bù anh em, bù chống sắn lọt, bù xít nha anh em, bù xít màu chày. Khá là dày. Soi đầu này cho anh em thấy độ dày của nó. Đây nè, rất là dày nhá. Nhận phen của nó đây. Đó. Rất là chắc. Rất là cứng luôn, đem lấy hết sức em đè đây. Đó. Thì cái này nặng là 500 g. Đọt của nó là 4.2 ly, dài 21, giá công khai là 2.5 triệu nha anh em. 2.5 triệu cho cây số 13. Đó. Theo là cây số 14. Thì cây số 14 lên cho mọi người một cây hàng của Daiko. Thì hàng Daiko này thì cũng bán rất là ok nha anh em. Bán anh em phản hồi rất là ok. Thì cái Daiko này một cây Daiko của Nhật. Đó, hàng của Nhật sản xuất. Daiko. Thì dòng Daiko này phôi cũng rất là chuẩn nha mọi người. Đó, phôi carbon. Phen là phen xít anh em, phen xít, phen biển. Đề 3 là 30. Đây mọi người. Phen cao nha. Phen ba chân. Rất là chắc nha. Phôi thì khỏi che tôi được rồi. Đó. Thì nó có vẫn có xước sát nhẹ nè, chốc sơn thôi nha anh em. Đó. Bù là bù màu chày. Thì cây Daiko này một cây Daiko dích đỉnh. Dài là 1m98 anh em, dài 1m98. Nó tải mồi từ dài 1m98, nó tải mồi từ 20 đến 60 g. Nó dích mát của nó là 90 g nha anh em. Đó. Thì nó nhấc bổng là được 5.5 kg, dạng nhấc bổng gốc 40 độ nhanh 45 độ nha anh em. Hàng Daiko thôi cũng rất là chuẩn luôn. Ngoại hình thì tương đối ok. Đó, đẹp. Cây này nặng là 267 g, đọt là 2.6 ly. Thì cái này dài 1m98, thu gọn chiều dài của đọt là 1m4 nha anh em. Đó. Nhìn bộ phen từ xa này mọi người rất là ngầu nhá. Thì giá công khai cây số 14 giá vẫn là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Daiko. Đây. Phen đây, nhìn từ xa rất là ngầu nha mọi người, dạng phen chân căng ngục. Phen đề 3 là 30, phen biển nha mọi người. Đó, phen xít. Thì phen này kháng muối nha mọi người, kháng muối, phôi carbon chuẩn luôn. Đó. Keo thì keo chỉ phen nguyên zin anh em, cần nguyên zin, chưa đi keo lại hết, chưa đi kẹo lại nha. Đó. Đó, dạng cần dít cho anh em. Đó. Dít biển đánh dàn phan. Thì cây này dài 2m1 anh em, dài 2m1. Thì nó tải từ 15 đến 50g, dít mát của nó là có 70g nha anh em. Đó, thì nhắc bổng gốc 45 độ là 4 kg, tải dây từ 10 đến 12 LB. Đó, tầm khoảng 6 kg, 12 LB tầm khoảng 6 kg, rất là ok anh em. Phen cực kỳ đẹp, đánh cái này đánh là vô tư luôn. Thì cây số 15 nặng là 240 g, đọt là 2.6 ly, dài 21, thu gọn chiều dài của đọt là 1m63. Giá công khai 15 vẫn là 2 triệu nha anh em. Đó, một cái dít biển. Tiếp theo cây số
16, 16, 17 là hai cây hàng, ba cây còn lại ba cây hàng đẳng cấp luôn. Đó. Thì cây số 16 một cây hàng của Zenith. Thì cây này còn túi nha anh em, nó còn túi hàng Zenith. Thì hàng Zenith này một hàng nội địa Nhật nha mọi người, hàng nội địa Nhật. Japan. Zenith đây anh em, Mercedes-Benz đó. Thông số nữa đây. Thì cây này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Nó tải mát là 140g nha anh em. Đó, 5 OZ 140g. Tải mát cho BAB số 3. Hàng còn rất là ok luôn mọi người. Còn tối luôn. Đây mọi người, nó có bị xi rỉ chỗ này tí nè. Đóng muối ở ngoài thôi, anh em có về về vệ sinh ra nha mọi người. Đó, không ảnh hưởng gì. À, bát là bát Pussy, hàng cầm gốc. À, keo chỉ cái này thì chuẩn rồi, đó, rất là chuẩn luôn. Hàng Japan. Fan là fan 30 nha anh em, fan đề 330, fan bấm. Fan bấm ngược nè mọi người. Đó. Này, bọn sẵn nha. Hàng nguyên zin nhá, chưa độ chế gì hết. Keo thì keo bao chuẩn với anh em luôn. Thì bu là bu mo chè nha anh em, bu mo chè. Hàng Zenith một hàng đẳng cấp của Nhật nha anh em, giá nó cũng cực kỳ căng á. Giá lấy giá mới từ Nhật cũng rất là căng luôn. Bao đẹp. Thì cái này tính dít điện thoải mái nha, 140g mát. Thì nặng là 270g, đọt là 2 ly 7, dài là 1m98, thông số tay mòi đã đọc rồi. Giá cây số 6 giá là 3 triệu nha em, 3 triệu cái cây số 16 đó, cây số 16 3 triệu nha. Tiếp theo là cây số 17. Thì cây số 17 vẫn là một cây hàng nội địa, vẫn một cây hàng cắm gốc, hàng đánh dít biển. Cây này một cây Zenith cắm gốc này nè, cán là cán 3 khúc đời cao nè. Hàng Zenith này cực kỳ đẳng cấp, anh em có thể lên mạng search, giá nó cũng rất là chua luôn. Đây nè, Zenith bát Pussy. Thì cây này dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8 đây option. Dài là 1m8. Thì cái này nó tải mồi từ 40 đến 150g, tải dây thì dây bia số 2 thì bia số 3.5, nhắc mỏng là 4kg anh em. Hàng Zenith chất liệu carbon đó. Thì Zenith này một cần nội địa nha mọi người, fan là fan sheet nha mọi người, fan sheet rồi, rất là đẹp luôn. Fan bao chuẩn rồi, fan ba chân, bu chống sẵn luôn nha mọi người, bu chống sẵn Pussy sheet. Cây dít điện này khỏi chơi, dít tới 150g là khỏi chê đâu được. Đó. Đánh thoải mái, rất là đẹp nha anh em, góc ở đây cán 3 cúc. Thì cái này nặng là 199g, đọt 2 ly 6, dài là 1m8, thông số tải mồi bia. Rồi giá công khai cái số 17 giá là 3 triệu 5 nha anh em, 3 triệu 5 cộng xếp cái số 17. Tiếp theo là cây cuối cùng. Thì cây cuối cùng này thì dạng đánh đáy rồi, thông số cái này rất là củng luôn. Cây cuối cùng cây số 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người một cây hàng của Panfit. Đó. Hàng Panfit một thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó. Thì cái này được sản xuất tại Taiwan. Thì cái này nó tải mát của nó là 364g. Đó, tải mát 364g. Đây anh em, tải mát là 13 OZ. Thông số rất là khủng luôn nha mọi người. Thì cái này nó dài là 2m07 nha anh em, dài 2m07, tải mát là 364g. Đánh dây bè số 6. Thì fan nó đề 3 nó đây. Đó, fan đề 3 này đề 340 dạng fan 3 chân. Đây. So với cây Zenith thì fan Zenith chưa bằng một phần của nó nha mọi người. Đó, chưa bằng cái fan thứ hai của nó nữa. Fan rất là khủng nha mọi người. Đó, đây, nó có thể
gần bằng nửa bàn tay của em, một cái phen Fuji phen ship cần còn rất là ok luôn. Đó, nó có xước sát li ti nhẹ thôi, chốc sơn. Dạng này dạng anh em đánh đáy câu cá ngừ, cá thu, câu cam. Bộ anh em, bộ mò chè nha anh em, bộ mò chè. Hàng nguyên zin nhé, nguyên zin từ A đến Z luôn, phen là bao chuẩn, chỉ thì ok hết. Thì cái này thì em đè nó còn không cong nữa. Đó. Thì cái này nặng là 375g, đọt của nó là 4.9, dài là 2m07, tải mát là 364g, bia của nó là bia số 6. Rồi giá công khai cây số 18, giá là 3.3 triệu cộng ship anh em, 3.3 triệu cộng ship, một cây Fanvit hàng đẳng cấp đánh đáy cho anh em. Đó. Rồi cảm ơn anh em, đó tổng cộng 18 cái cần em đưa cho anh hôm nay. Nên anh em mừng cái nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi